Xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với bếp Hiền Đạo. Hôm nay chúng ta sẽ nấu mì kim chi thịt bò nha các bạn. Mì kim chi cay cay, có vị hơi chua, nước súp thì đậm đà, cắn vào miếng cải thảo thì giòn giòn, kết hợp với thịt bò thật là hoàn hảo. Vào những ngày mùa đông giá lạnh, có một tô mì kim chi thì thật là hết sẩy. Thực hiện món này rất đơn giản, 5 phút vào bếp với Hiền nha. Các bạn chuẩn bị cho Hiền mì gói Hàn Quốc, kim chi, thịt bò, nấm kim châm và hành bô rô, thêm cả đậu hũ non nè, nước sốt kim chi. Chúng ta bắt đầu nấu mì nhé. Hiền cho một muỗng canh dầu ăn, rồi cho thêm xíu tỏi phi cho thơm. Rồi tiếp đến, chúng ta cho thịt bò vào, đảo đều, cho thịt săn lại. Khi thịt đã săn, chúng ta cho kim chi vào và thêm cả sốt kim chi nữa nhé. Cho nước vào nồi, đậy nắp để cho nước canh được sôi lên nhé các bạn. Cho thêm chút nước mắm để tăng thêm mùi vị. Mì kim chi của chúng ta sắp xong rồi các bạn. Các bạn cho mì vào và đợi một lúc cho mì chín. Cho nấm và hành ba rô vào. Nguyên liệu cuối cùng nữa thôi là chúng ta có thể ăn được rồi. Hiền đói bụng quá rồi các bạn ạ. Hiền sẽ chia sẻ với các bạn tàu hũ non làm bằng đậu gà ở video sau. Nếu các bạn yêu thích thì hãy bấm chuông đăng ký nhé. Các bạn cho tàu hũ non vào, rồi cho thêm một chút ớt bột Hàn Quốc vào nữa là chúng ta có thể ăn được rồi. Vậy là mì của chúng ta đã xong rồi, Hiền chúc các bạn ăn ngon miệng nha. Còn bây giờ Hiền xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ Hiền nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye!